Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mừng, giận, do tâm. Hòa Thượng thật có biện tài vô ngại. Chỉ cần ngài sửa một chữ, đổi một chút là khiến người chuyển từ giận dữ sang vui mừng, khâm phục. Từ những câu chuyện dưới đây cho chúng ta thấy được con người sở dĩ mừng vui hay hờn giận chỉ sai biệt ở tơ hào. Tất cả đều do tâm tạo. Hòa Thượng kể, ở Trung Quốc, khi Tết đến, bất luận ở chùa hay ở nhà, người ta thường viết câu đối liễn, còn gọi là quy xuân. Lúc đó, tôi là sa di ở chùa, tôi viết như ý cát tường, hoặc viết những câu cát tường khác. Khi tôi viết bốn chữ, trí huệ như hải, vì viết rất nhanh, nên nét chữ xem rất có thần. Có một sư huynh sa di thấy bốn chữ này rất quan hỷ, nên mãi lẩm bẩm: trí huệ như hải, trí huệ như hải, trí huệ như hải. Cứ lầm bầm hoài nghe rất chướng tai. Tôi nói: tôi thấy nghiệp lực huynh mới như hải đó. À, tôi chỉ nói vậy mà sư huynh ấy nổi trận lôi đình. Tôi thấy đệ viết mấy chữ như rồng bay phượng múa như vậy, không nhẫn được nên buộc miệng đọc ra. Vậy mà đệ lại nói nghiệp lực tôi như hải. Có phải đệ muốn mắng tôi không? Đoạn huynh ấy sần sộ như muốn đánh lộn với tôi vậy. Tôi nói: huynh chớ vội nóng nảy. Tôi nói nghiệp lực huynh như hải thì huynh đáng lẽ không nên nóng giận, mà còn phải cảm ơn tôi để chúc phước cho huynh mới phải chứ. Há có lý này à? Đệ nói nghiệp lực tôi như hải mà còn muốn tôi cảm ơn đệ, là đạo lý gì thế? Tôi nói: huynh có biết thế nào là nghiệp không? Nghiệp lực là những gì mình tạo tác ở kiếp trước thì kiếp này phải chịu. Nghiệp lực có thiện nghiệp và ác nghiệp. Tôi đâu có nói ác nghiệp huynh như hải đâu. Giả như tôi nói thiện nghiệp huynh như hải thì sao? Huynh ấy trố mắt cứng miệng rồi nói: vậy thì không có vấn đề gì. Huynh ta nghe tôi giải thích như vậy liền hết giận, vui vẻ trở lại và lại còn xin lỗi tôi. Các vị thấy có kỳ diệu lắm không? Khi tôi chưa nói rõ chữ đó, huynh ta đã nổi sân. Tôi lại thêm vào một chữ thiện nghiệp như hải thì huynh tức khắc không còn nóng giận nữa. Các vị nói có kỳ quái không? Tâm con người thì kỳ quái như vậy. Chỉ xê xích một chữ thôi, tức họ sẽ hỷ, vui, hoặc nộ, giận. Nghiệp lực là thế đấy. Lại một lần nữa, cũng là vị sa di này, khi thấy tôi cầm một cuộn giấy, huynh ta lại nhiều chuyện hỏi tôi: cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi nói là giấy giao kèo bán huynh đó. Huynh ta lại nổi sân lên: đệ có tư cách gì để bán tôi hả? Đệ có quyền gì bán tôi chứ? Tôi nói: đương nhiên là tôi có quyền. Tôi bán huynh, đáng lý huynh phải rất hoan hỷ mới phải. Nếu huynh không hoan hỷ, tôi sẽ không bán đâu. Tôi bán huynh, có người mua huynh, huynh nhất định phải hoan hỷ đó. Huynh ta bốc lửa sân nói: thật là vô lý, đệ bán tôi, có người mua tôi, mà tôi còn thấy hoan hỷ nữa sao? Tôi trả lời: huynh biết tôi bán huynh cho ai không? Huynh ấy hỏi: bán cho ai? Tôi đáp: tôi đem huynh bán cho Phật Thích Ca Mâu Ni để vĩnh viễn được làm hòa thượng đấy. Lúc bấy giờ huynh ta trố mắt nhìn tôi. Tôi nói: có được không? Huynh có mừng hay không? Được, được. Các vị đừng tưởng là tôi nói chuyện đùa. Các vị thử nghĩ xem, đã đem huynh ấy bán đi mà huynh ấy còn vui mừng nữa, đó cũng là diệu pháp đấy. Ha ha ha, 问什么的说